Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh của Ngọc Phan Kitchen và Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Ngọc xin chia sẻ món chả cốm. Chả cốm này là của người Bắc, thường là người ta hay ăn cái món chả cốm này với lại bún đậu mắm tôm. Đây là những cái nguyên liệu. Hai cây giò sống này là 700g, một cây 350g. Mỡ thì có 550g, thịt xay là 850g. 100g là cốm khô, là tương đương với 2/3 cấp. Hành củ và hành lá. Hành củ thì 50g, hành lá 60g. 2 muỗng canh bột nêm gà, 2 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh nước mắm. Thì tiêu thì mình ăn cay thì mình bỏ thêm, còn mình không ăn cay thì mình bớt lại nha. Đó, bây giờ mời mọi người cùng Ngọc vào làm chả cốm nha. Đầu tiên Ngọc sẽ lấy cái mỡ này để Ngọc đi luộc. Trước tiên Ngọc sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê đường nha. Cho cái mỡ này vào. Mỡ này nó còn chút xíu thịt nạc ở dưới nhưng mà không sao. Rồi, luộc này 15 phút mình sẽ vớt ra mình cắt hạt lựu. Cái mỡ này nó chín rồi mọi người. Nó sôi nó chín rồi, giờ Ngọc sẽ gấp cái này ra. Cắt cái mỡ này ra thành hạt lựu. Cái mỡ này nó dày nha mọi người. Mỡ này mình bỏ vào thì nó béo, cái chả nó béo. Mà ai không thích ăn mỡ nhiều thì bỏ ít lại nha. Mình luộc cái mỡ sơ qua thì nó rất là mình ăn bớt mỡ mọi người, nó không có béo lắm. Luộc chừng nào cái mỡ nó nổi lên là thôi. Đó, cắt hạt lựu như vậy đó. Hôm nay bây giờ Ngọc sẽ đem ra Ngọc rửa cho sạch. Thì Ngọc ngâm khoảng chừng 5 phút thôi nha. 5-7 phút thôi. Để cho nó mềm ra một chút thôi. Thì lát thôi mình trộn vào cái chả để mình chiên lên á. Mình ngâm lâu thì nó sẽ bị nhão nha. Đây là bịch cốm dẹp. Cốm dẹp khô. Thì Ngọc đã lấy 100g là 2/3 cấp. Ngọc ngâm 5 phút. Ngọc rửa xong Ngọc ngâm 5 phút ở đây rồi. Bây giờ Ngọc sẽ cho vào đây để quét tất cả mọi thứ lại nha. Cho thịt vào nha. Thịt xay. Cho thịt xay vào. Cho mỡ vào luôn. Mỡ này ai sợ mập thì bỏ bớt mỡ lại nha. Thật sự ra Ngọc luộc thôi cho nên nó cũng không có còn béo lắm đâu mọi người. Khi mình luộc nó ra cái mỡ rồi đó. Nó bớt chất béo rồi. Cho cái này vào Ngọc quét với nhau trước. Rồi giờ mình sẽ cho cái giò sống này vào nha. Giò sống này bây giờ nó vẫn còn đống đá mọi người. Có hơi hơi đống đá cho nên Ngọc sắn nó ra. Thì ở ngoài thì nó mềm nhưng mà ở trong còn đống đá. Như vậy thì mình quét nó mới ngon mọi người. Cho một cái vào trước nha. Cho nó mềm ra rồi ra Ngọc cho cái thứ hai. Nó lại thôi, nó bay ra ngoài. Mình thấy nó còn cứng không? Nó còn cứng nè. Đó, cái lớp ngoài thì nó mềm mà lớp trong nó còn đá. Như vậy cái chả mình quét nó mới ngon mọi người. Đây này vào luôn. Thì Ngọc sẽ cho cái cốm này vào từ từ nè. Cốm này nó làm cho cái chả nó dẻo mọi người. Để Ngọc mở ra Ngọc trộn cho nó xuống. Chả này mà làm bún đậu mắm tôm là tuyệt vời luôn mọi người.
ăn với lại giò. Giò mình cuộn là mình luộc lên ha, thịt ba rọi ha, dồi ha. Rồi nếu mình muốn ăn cái nhồi trường thì mình mua nhồi trường, mình luộc mình cho vào luôn, tàu hũ vào. Nghĩ tới là thấy chảy nước miếng rồi mọi người. Cho cái hành này vào, hành hành hương với lại là hành lá vào cho nó thơm. Cho bột nêm vào luôn nha, 2 muỗng canh bột nêm, 2 muỗng cà phê tiêu cho vào luôn. Cho nửa muỗng canh nước mắm vào luôn. Trong cái mộc nó cũng mặn rồi, nhưng mà thêm một chút xíu nước mắm nữa. Chắc cứ đẩy cái thịt lên trên luôn à. Cái máy quét chả luôn à. Rồi Ngọc nghĩ vậy được rồi đó. Giờ Ngọc tắt cho ra cái gì á, cái xoay để hấp. Đây là cái nồi hấp nè, cho nước vào đây Ngọc nấu lên. Rồi trong thời gian Ngọc chờ nước sôi thì Ngọc đi bỏ cái chả vào mấy cái khay để mà em brain hấp nha. Bây giờ Ngọc sẽ đầy những cái này lại. Đầy này lại cho vào hấp. Thì nước cũng gần sôi rồi mọi người. Ngọc sẽ ép nó xuống nha. Nãy mình đè không có mạnh tay, bây giờ có cái bạc nên mình đầy lên đây đó, giờ mình đè cho mạnh tay xuống. Thôi cái chả ra nó chắc, nó không có bị xốp ở bên trong. Đó, giờ quá chắc rồi đó. Cái này cũng vậy luôn. Ém nó xuống. Ngọc này Ngọc coi thử nó nước sôi, nó sôi chưa nha. Sôi rồi mọi người ơi, bốc hơi rồi. Cho nó vào hấp. Vừa đủ luôn á. Một cái khay bự với 2 khay nhỏ là vừa đủ luôn. Rồi bây giờ Ngọc sẽ hấp ở đây 15-20 phút nha. Rồi, tay nắp lại. Bây giờ Ngọc sẽ lấy cái chả ra sau 20 phút. Quá nghi ngút luôn. Lấy cái chả này ra. Ra nước quá trời luôn mọi người, Ngọc nghiêng cho nó chảy ra bớt nha. Ngọc cái giấy bạc ra. Nóng lắm mọi người. Vào chín nó thâu lại nè mọi người. Wow. Này miếng chả nè mọi người. Cho ra đây cho nó thấm cái nước. Để khi mình chiên không có nổ. Wow, ngon quá. Đây miếng chả đây mọi người. Nước nó giọt xuống nè. Cho nó giọt bớt nước xuống nè. Để cho nó ra giấy. Đây 3 lát chả cốm nè mọi người. Đó, nhìn ngon chưa. Đó bây giờ chờ cho nó thấm, cho nó thấm hết cái nước cái dầu rồi sau đó sẽ đem đi. Ngọc sẽ đem cái này đi chiên lên. Nhìn ngon chưa? Hấp dẫn quá. Thấm mấy cái nước này rất là chiên, nó không có nổ, nó không có ra nước. Mùi thơm quá trời thơm luôn mọi người. Dầu nóng rồi, bây giờ Ngọc sẽ chiên cái chả cốm này. Trước lúc chiên Ngọc cho vào một ít bột bắp cho nó khỏi nổ. Chiên cái này. Trở lại. Nó nhanh vào lắm mọi người. Tại cái này nó chín rồi á, chứ lại là nó có cốm đó mọi người.
cho nó nhanh vàng lắm. Ngon quá. Hai cái này mình ăn hôm nay thì mình chiên cho nó giòn, cho nó vàng luôn. Còn cái kia mình chỉ chiên sơ thôi, cái này mình chỉ chiên sơ thôi. Rắc cái này ra. La Ngọc sẽ chiên sơ, xong rồi cho vào tủ đá đó mọi người. Rồi chừng nào mình đem ra mình ăn á thì mình để cho nó tan đá, xong rồi mấy cái mình chiên sơ hoặc là mình nướng sơ lại cho nó vàng hai cái mặt thôi. Cái bên trong thì nó đã chín rồi mọi người. Để cái này nó có cốm nên nó dẹp quá mọi người. Nếu mà Ngọc để vậy Ngọc không có chiên á thì Ngọc nghĩ mai mốt nó tan đá ra nó ưa bị dẻo 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 của cốm á mọi người. Cho nên chiên sơ một cái. Rồi cái này cũng được rồi. Rồi giờ cho cái này vào chiên. Cái này nó hơi bự này cho nên cho vào từ từ thôi sợ nó văng. Mọi người thấy cái dầu nó sôi dữ chưa? Ngọc mở lửa có số 3 thôi đó. Nó sôi dữ chưa? Cái này chiên như vậy được rồi mọi người. Ngọc không có chiên giòn. Chiên theo phóng chiên quá vàng. Ngày mai mốt mình ăn mình chiên tiếp nha. Chiên quá vàng là mai mốt mình chiên lại nó sẽ bị cháy nha. Chả cốm đây mọi người. Ngon chưa? Hai cái này Ngọc chiên vàng nè. Đó, nó chút xíu nó nguội Ngọc cắt ra ăn thử. Còn đây là mình chiên sơ để mình bỏ vào tủ đá. Ngon chưa? Nè. Rồi bây giờ Ngọc sẽ cắt cái chả cốm này ra cho mọi người coi nha. Cắt ra coi bên trong nó ngon không nha. Ngon quá. Đây. Lát chả cốm nè mọi người. Ngon chưa? Có mỡ thịt, tiêu, hành. Rất là ngon. Wow, nước chút nó chảy ra quá trời luôn nè mọi người. Nước chút ở trong chả đó. Ngon quá. Cái này mà giờ làm mắm tôm nữa chấm vô là hết sảy. Nó hơi dài rồi Ngọc cắt qua cái hướng này nó ngắn lại chút. Nó còn nóng nha Ngọc cắt nó bị bể mọi người. Nhìn ngon mọi người ơi. Nè. Để cho nó đẹp. À, đây là món chả cốm Ngọc đã làm xong. Rồi bây giờ Ngọc sẽ ăn thử để coi cái vị nó như thế nào nha. Để nói cho mọi người biết nha. Cái này mà giờ mà có bún đậu mắm tôm á mà chấm là ngon lắm luôn á. Tại vì Ngọc chỉ cái món này nó làm công phu nó lâu á, cho nên Ngọc chỉ làm cái chả cốm thôi. Còn cái món bún đậu mắm tôm á, Ngọc đã có chia sẻ với mọi người cái video trước rồi nha. Nếu mọi người thích ăn bún đậu mắm tôm thì hãy vào cái kênh của Ngọc Fan's Kitchen Cuộc Sống Mỹ món bún đậu mắm tôm nha. Thì Ngọc sẽ ăn thử, mời mọi người ăn thử nha. Ngon mọi người ơi, vừa ăn rất là ngon, béo nữa. Cái này mà mình ăn không á thì nó hơi béo, nhưng mà khi mình trộn với rau với bún với lại mắm rồi đậu hũ này nọ thì ăn bún đậu mắm tôm là rất là ngon mọi người. Ngon, ngon quá. Chả cốm làm xong mà mình ăn mình thấy ngon như vậy á, mình
mình rất là vừa ý mọi người. Thì Ngọc hy vọng mọi người làm thành công món chả cốm để ăn với lại bún đậu mắm tôm nha. Video chả cốm Ngọc đến đây cũng xin tạm dừng. Ngọc hy vọng mọi người làm thành công món chả cốm này để ăn chung với lại bún đậu mắm tôm. Ngọc xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video vào kỳ tới. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại. Bye bye.